Kiến chấp khiến người thọ quả báo, kiến chấp cái biết, kiến chấp cái thấy. Nên Bồ Tát này còn gọi là Ma Tát. Bạch Thế Tôn do các Bồ Tát, thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp dứt trừ thường kiến đoạn kiến, nên Bồ Tát này còn gọi là Ma Tát. Bạch Thế Tôn do các Bồ Tát, thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ hữu kiến vô kiến, nên Bồ Tát này còn gọi là Ma Tát bạch thế tôn do các bồ tát thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện nói pháp đoạn trừ kiến chấp uẩn kiến chấp xứ kiến chấp giới kiến chấp đế kiến chấp duyên khỏi nên bồ tát này còn gọi là ma tát Bạch Thế Tôn do các Bồ Tát, thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp bốn tịnh lự, kiến chấp bốn vô lượng, kiến chấp bốn định vô sắc, nên Bồ Tát này còn gọi là Ma Tát. Bạch Thế Tôn, do các Bồ Tát, thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đạn trừ kiến chấp bốn niệm trụ, kiến chấp bốn tránh đoạn, kiến chấp bốn thần túc, kiến chấp năm căn, kiến chấp năm lực, kiến chấp bảy chi đẳng giác, kiến chấp tám chi thánh đạo nên Bồ Tát này còn gọi là Tát. Bạch Thế Tôn do các Bồ Tát, thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ, kiến chấp ba pháp môn giải thoát, kiến chấp sáu pháp đáo bỉ ngạ, nên Bồ Tát này còn gọi là Ma Ha Tát. Bạch Thế Tôn do các Bồ Tát, thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp đoạn trừ kiến chấp năm loại mắt, kiến chấp sáu phép thần thông, nên Bồ Tát này còn gọi là Ma Ha Tát. Bạch Thế Tôn do các Bồ Tát thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện nói pháp đoạn trừ kiến chấp mười lực của Phật kiến chấp bốn điều không sợ kiến chấp bốn sự hiểu biết thông suốt kiến chấp đại từ đại bi đại hỷ đại xả kiến chấp mười tám pháp Phật bất cộng kiến chấp trí nhất thiết kiến chấp trí đạo tướng trí kiến chấp trí nhất thiết tướng